Đây là hầm rượu Mẫu Sơn Đỉnh M2, M6, M8 là một trong 10 đặc sản rượu nổi tiếng nhất Việt Nam. Muốn vượt trội phải sáng tạo Mẫu Sơn Đỉnh. Và mời các bạn cùng tham quan hầm rượu Mẫu Sơn. Vì cái lạnh không độ. Đây là quang cảnh sân dưới của cái hầm rượu. Đây cái phần này cũng có ghế ngồi. Đây có một cái hồ dưới, không biết là cái hầm gì. Nó là một cái hầm nhỏ. Đấy. Còn là cái hầm của gầm cầu thang. Đây, bây giờ lên xem. Đây là hầm nối chắc cửa chính để vào hầm này. Và rất tiếc là không được vào tham quan. Đây có thể mọi người nhìn rõ các cái thùng rượu được làm bằng gỗ bày trong đây. Ơi. Bên này nhìn rõ hơn. Cái thùng rượu mà xung quanh thùng rượu họ kê ghế để ngồi. À, cái này nó gần như nó là một cái quán. Nó cũng phục vụ rượu uống, phục vụ khách uống rượu. Ở đây có cái phần này là trải thảm để mọi người ngồi. Còn ngoài đây là ghế ngồi để dành cho khách ngồi. Cái này là họ phục vụ khách vào ngồi uống. Đây sang bên này chứ. Bên này cũng thế. Đây lên cái bên này sẽ có gì à? Đây chắc là cái này này cũng là chỉ là hầm chứa, dưới đây là hầm chứa rượu. Cũng chỉ thế thôi, ở dưới chắc là rượu họ sẽ chứa ở dưới các cái hầm xây ngầm dưới đây. Đây. Sẽ trèo lên trên nhưng bây giờ gió quá, lạnh. Giờ mồm nói là nó bị méo tiếng rồi. Ôi giời. Đây. Ai giời. Đây có một cái sảnh trên như kiểu nếu mà thời tiết mà nắng ấm ý chắc khoảng 10 mấy độ ấy, thì ngồi trên đây là sẽ kê bàn ghế trên đây để ngồi. Và view ngắm xung quanh rất đẹp. Đây có một cái bàn thờ của bát hương. Ôi, xuống lạnh quá. Ôi trời ơi, buốt hết cả đầu rồi. Thôi xin phép kết thúc video tham quan hầm rượu. Lạnh quá giờ hiện tại là tay cầm máy quay không thể cầm nữa. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.